Phát xin chào các bạn nha. Hôm nay là ngày 1 tháng 12 á, thì Phát muốn quay cho các bạn xem á, là ngày 1 tháng 12 ở bên Đức á, thì trẻ em ở bên Đức á, sẽ bắt đầu mở cửa sô-cô-la Giáng sinh á. Cho nên hôm nay Lena với team á, là sẽ mở cửa sô-cô-la Giáng sinh á, nên Phát muốn quay cho các bạn xem luôn. Lena, team chào cô chú đi. Xin chào cô chú. Rồi mở cho ma đi. Team số 1 nha. Em Để thấy quay gần số nè. 1 luôn. Em thấy số 1 luôn hả? Essence chết áo rồi. À, Essence chết. Mở ra cho. À, nói chung ở bên này á là ngày 1 bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 á là các bé sẽ mở cửa Giáng sinh. Chồng Phát mở là các bé sẽ đưa cho ma nhìn, đưa ma nhìn đi nè, đưa ma nhìn đây này, cái này Lena mới mở ra nè, là cái này là con gì cũng biết, à cái này là hình ngôi sao. À, đưa cho ma xem cái lịch nha, là các bé sẽ mở số 1, đây là cái lịch đây nè, thì trong cái lịch này là có 25 ngày. Thì Lena, im mama giải thích cho cô chú. Thì trong cái lịch này là có 25 ngày, thì ngày 1 cho tới ngày 25 là tới ngày Giáng sinh đó, là 25 nó sẽ tất cả các cửa sẽ mở ra hết luôn, là nhìn rất là đẹp luôn đó các bạn. Đây nè, Phát muốn đưa mama mở cửa cho cô chú này. Là cái này nha các bạn đó. Đẹp ha. Đó, số 1 á, Lena tim mama. Đây bây giờ của Lena nè, đưa mama mở nè. Đó, bây giờ của Lena cũng mở ra, nói chung là sẽ có mỗi hình khác nhau. Cái này là hàng năm đó các bạn, nhà mà có trẻ em ấy. Lena tim, nhưng mà ngắn kìa. Nhà mà có trẻ em ấy thì tất cả các bé đều có cái cửa sổ lịch này nè, cửa sổ sô-cô-la Giáng sinh nè, nói chung như vậy, thấy đẹp lắm. Bây giờ Lena đang ăn nè, Lena thấy ngon không? Thấy ngon không? Em ăn hết rồi. Em ăn hết rồi, được, đưa ra, em ăn hết chưa? Dạ hả? Thì hôm nay á, Phát muốn quay cho các bạn xem luôn. Hai đứa nói chuyện với nhau mà. Đẹp lắm, tới ngày kết thúc mà cửa lịch mở đó thì Phát sẽ chụp hình á, sẽ quay cho các bạn xem thêm nữa luôn. Lena với team là chuẩn bị đi học rồi đó. Hôm nay là papa sẽ chở đi lạnh á. Rồi Lena, để mama coi. Lena team tạm biệt cô chú này. Na team. Tạm biệt cô chú. Rồi, qua cho các bạn xem. Là đang tìm số 2 hả? Dạ, dạ cho mai. Lena với team cầm hai cái này lên cho mama này. Cầm hai cái này lên rồi nhìn mama này. Đừng có che cái mặt, để cầm nha, để dưới mặt đi nè, để nhìn mama nè, nè để nhìn mama lên đây, để xuống cho mama quay cái đó luôn, nhìn nó đẹp ha. Tới ngày 25 luôn rồi, na tạm biệt cô chú rồi, đợi xong rồi để mama cắt cái này. Rồi đi vô mang giày, papa chở đi học đó chị hai. Số 2 hả? Số 2 ngày mai em mới mở chứ. Nói chung là mỗi ngày là sẽ mở một số các bạn. Cho ngày mai. Đúng rồi, bây giờ tới giờ học papa. Đây là Phát muốn quay cho các bạn xem. Dạ, đẹp ha. Đây là dựng cái cửa này, Phát cứ quay. Hôm nay là lạnh lắm cho nên là Michael sẽ chở. Sao dựng không được, dựng đây. Dựng đây. Cái này là mẹ chồng Phát mua. Năm nào bà cũng mua cho hai đứa. Nói chung là hàng năm á, hàng năm thì trẻ em ở bên Đức á, tới ngày 1 tháng 12 á là sẽ mở cửa Giáng sinh á, cửa sổ sô cô la Giáng sinh á.
Thì tới 25 ngày là tất cả các cửa đều mở ra luôn, nhìn đẹp lắm. Ủa hồi nãy tim mà tim tự nhiên mở xong đi đóng lại rồi. Đây nè. Tim hồi nãy mở số 1 thì các bé phải tìm. Các bé phải tìm là số 1 ở đâu, rồi số 2 ở đâu, rồi số 3 ở đâu. Nói chung đó, họ làm cái cửa sổ, cái khung khung như vậy rồi mình mở ra. Cái này là của tim nè. Còn của Lena số, ông của Lena số đâu nè? Của Lena số 2, Lena cũng đóng lại luôn rồi. Đây là Lena đóng lại luôn, số 1 của Lena đây nè. Đây là số 1. Trời, bên này sáng ấy, mới có 7 giờ 15 sáng, chưa tới 7 giờ 15. Tại hai đứa chuẩn bị rồi đi học mặc đồ rồi. Coi đây là cho các bạn xem. Đó nha. Nhìn hai cái cửa mở ra nhìn đẹp ha. À, tới 25 ngày là bắt đầu là ngày Giáng sinh á. À, đẹp lắm. Nên hôm nay á, Phát quay cho các bạn xem luôn. Nhìn đẹp ha. Thì Phát cảm ơn các bạn đã xem video của Phát nha. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ luôn. Chào các bạn.